Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda BRV, một mẫu xe 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc của Honda. Mẫu xe này thời gian vừa qua nhận được rất là nhiều sự quan tâm của anh em, đặc biệt đó là CDV bản G. Vì phiên bản này hiện tại đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với khoảng là 60 triệu tiền mặt. Ngoài ra thì vẫn sẽ có cơ chế hỗ trợ thêm tiền mặt từ showroom bên em. Thời điểm giữa tháng 11 em cũng đã cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của hai phiên bản Honda BRV rồi. Nhưng thời điểm cuối tháng 11 này giá xe đã linh động giảm thêm đôi chút cho anh em và em xin phép cập nhật lại chính sách bán hàng áp dụng cho hai phiên bản Honda BRV thời điểm cuối tháng 11 để anh em tham khảo và cân đối tài chính mời anh em cùng xem video mẫu xe Honda BRV được nhập khẩu và phân phối với hai phiên bản để anh em lựa chọn phiên bản cao đó là BRV bản L phiên bản thấp đó là BRV bản G hai phiên bản đều là số tự động trên thị trường, BRV sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Mitsubishi Xpander, Toyota Vios, Kia Karen. Đây là những mẫu xe cạnh tranh trực tiếp vào tầm giá. Ngoài ra thì trong phân khúc 7 chỗ thì anh em còn có thể lựa chọn những mẫu xe có cái tầm tiền thấp hơn như là chiếc Hyundai Stargazer, Suzuki L7 và một số những mẫu xe khác. Honda BRV phục vụ kết hợp cho cả những anh em mua xe đi gia đình và chạy dịch vụ đều được. Chính sách bán hàng của Honda không phân vùng thị trường tại thời điểm này chính vì thế anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và showroom bên em ở hà nội anh em xem video cảm thấy giá bán phù hợp thì liên hệ trực tiếp với em em sẽ hỗ trợ cho anh em anh em ở các tỉnh xa thì anh em nên cân đối cho em thêm những chi phí vận chuyển đi lại vì em không hỗ trợ thêm anh em được em đã hỗ trợ khuyến mại em trừ thẳng vào giá xe cho anh em rồi không còn cơ sở để em hỗ trợ thêm anh em những cái chi phí vận chuyển nữa và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cuối tháng 11 cho anh em, đó là chiếc Honda BRV bản G. Phiên bản này được rất là nhiều sự quan tâm của anh em. Honda BRV bản G có giá niêm yết là 661 triệu. Thời điểm cuối tháng 11, bên em hỗ trợ tiền mặt cho anh em là 65 triệu. Như vậy là giá bán cho anh em chỉ còn có 596 triệu. Ngoài ra tặng thêm anh em 30 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom Với giá bán 596 triệu, em xin phép tính lại chi phí ra biển số lan bánh tại các địa phương để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 697 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% là 678 triệu Anh em ở các tỉnh áp 10% là 665 triệu Anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 684 triệu Giá xe ra biển số lăn bánh em tính cho anh em là anh em tự đi đăng ký Và đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em nào mà muốn sử dụng dịch vụ đăng ký chọn gói thì anh em liên hệ với em tùy vào vị trí địa lý của từng anh em thì chi phí dịch vụ chọn gói nó sẽ khác nhau hình thức mua bán thì anh em có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp về cơ bản giá xe ra biển số lăn bánh thì đều như nhau, trả góp thì bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Cụ thể, trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em được vay ngân hàng tối đa 85% giá trị xe. Như vậy thì anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký và anh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 191 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 171 triệu ở các tỉnh áp 10% là 158 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 178 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu chỉ giá là 8,3 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85%, tương đương với số tiền là 506 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với gói vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 9,3 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 5,3 triệu, chia đều cho hàng tháng trong 8 năm và lãi suất tháng đầu tiên là 4 triệu dư nợ cũng sẽ làm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Honda BRV bản N. Giá niêm yết của phiên bản này là 705 triệu. Tại thời điểm những ngày cuối tháng 11, phiên bản này vẫn đang có mức hỗ trợ tiền mặt ổn định, giảm tiền mặt 40 triệu, giá bán cho anh em bây giờ là 660 triệu. Đồng thời tặng thêm anh em 60 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của Solubeda với giá bán 660 triệu em xin phép tính lại chi phí ra biển số lăn bánh để những anh em nào mới theo dõi kênh xe Việt và những anh em mới tham khảo dòng xe BRV cũng có thể nắm được cụ thể anh em ở Hà Nội sẽ là 767 triệu ở các tỉnh áp 12% là 747 triệu ở các tỉnh áp 10% là 733 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 753 triệu giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 206 triệu ở các tỉnh áp 12% là 186 triệu ở các tỉnh áp 10% là 172 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 192 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 9,2 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa cụ thể với chiếc BRV bản N anh em vay được tối đa là 561 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 10,3 triệu trong đó thì gốc chi đều là hàng tháng trong 8 năm là 5,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Honda BRV thời điểm những ngày cuối tháng 11 hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em